Nếu như mà cái hồn nào mà xuất ra đi nhập ai rồi, rồi gia đình đó chở cái người bị nhập đó lại đó, là ông tiêu diệt cái con ma đó. Diệt cái con. Kể một chuyện gì mà Út giới thiệu cho mà mọi người biết luôn Út ơi. Giờ tôi giới thiệu cái kể mà ông anh ruột tôi hồi đó ông đi phượt ở cái đường lộ tẻ đi vô đó, hồi thời Pháp nó làm khỏi cả nhà cầu nhà lầu một chút đó, chừng cỡ vài trăm mét đó, thì nó làm cái bùng binh đó bự dữ lắm. Đằng mà lại đó cái nó quậy xe, nó chạy đâu chạy mà hả, muốn quậy xe lại phải lại đó quậy xe. Bộ tài xế của mấy người Pháp này nó dở hay sao không? Nó lại bùng binh nó quậy mới được. Thành đã đắp cái bùng binh thiệt là lớn mà cao hơn đường lộ chừng cỡ thước vậy đó. Có cái dốc lại lại đi xuống. Cái mùa nước hồi đó thì nước nhiều lắm, cao nước khỏi giới không. Mà mình thì nghèo đâu có cái gò theo đem mấy lộ đồ chôn vậy hà. Hồi đó nít đồ này kia chết đó, dí nói ví dụ như thân nhân mình mà có chết người lớn rồi không có chỗ chôn, đem lại cái bùng binh nó chôn thôi, mã đặt giày chỗ đó, ma kêu bằng má đóng à. Cái bữa đó là anh hai tôi ổng đi bắt cóc con cóc đặng mà móc vô lưỡi câu phượt đó, đặng mà phượt cá lóc. Mà ở đó thì có cái ống bọng, chỗ bùng binh đó gần bùng binh là có cái ống bọng. Pháp nó đặt cái ống bọng lớn đặng cho nước, mùa nước thì nước ở trên kia chảy xuống là chảy ngang cái ống bọng, thì ngang cái ống bọng nó cá lóc nó lợi đó vậy. Nó hồi đó cá lóc dữ lắm, mừng vụ mùa là nó nghe hơi nước xuống là nó tụ lại đó, đặng nó đi lên trên phía trên thì lại đó ta là thảy câu phượt, luồng nào cũng dính chứ, luồng nào cũng dính cá hết. Anh hai tôi ra cái bùng binh nó thường thường cũng là đi ra đó bắt cóc, thì sao mà ông bắt nữa là bỏ ông bọc mà có một con cóc bắt hoài không được, cũng vừa bằng cẳng cái vừa móc vậy mà ông ngủ chụp nó cái nhảy qua, chụp nó cái nhảy lại, nó cứ nhảy qua nhảy lại lái này hoài nha, nhảy chụp hoài, chụp chặt hoài. Cái ông tức ông mới nói vậy, ông là bộ mày ma hả, mày phải ma tao lấy con cây tao đập mày à. Thì ông bẻ cái nhánh cây kê ngay quất nó cái nhảy qua kia, nó lẹ quất không trúng. Rồi cái quất kia nhảy hơi cái nó hai đầu, cóc hai đầu bằng cẳng cái vậy mà hai đầu nó nhảy qua nhảy lại. Thì ông nói rồi mày ma rồi chứ không gì, thì nói nó ma cái nó ngại lớn ghiếc con cóc bằng bắp tay rồi ghiếc rồi bằng bình tích nó nhảy. Cái ông thấy ông sợ ông gì à, ông giác thằng câu ông gì à, ông không phượt về. Cái số đó có thằng em rể bà con là thằng Bảy đó. Cái thằng Bảy đó thường thường là đi với anh hai tôi à, hai anh em đi phượt. Bữa đó nó nghỉ rồi cái anh hai tôi nói đó có ma nghe mẹ, là ma mình ở đây á, mình thấy mình nói vậy chứ chưa có đích xác, chứ tao lại đó bắt cóc rồi đích xác nó gạt tao đó, nó nhát tao. Cái kể lại thằng Bảy không nghe, thằng Bảy nó nói anh tôi nói dốc, nói đặng đừng lại đó phượt, nói đừng lại đó phượt anh tôi phượt cho nhiều, bị gì nó sanh cái tâm vậy. Cái bữa sau là đêm sau nó đi lại nó phượt chỗ đó thì mới kéo bắt được hai ba cá lóc à, cũng cái luồng câu đó. Thấy cái nghe con cá nó ăn một cái bực, thấy không, nó gít cần câu xuống thì ổng giật dính rồi á, lại là kéo không lên, nó quấn vô trong cái cọng nghẽ bụi nghẽ, kéo hoài kéo không lên. Cái ông làm cá này cá ký, cá này lớn lắm, bây giờ nghĩa là mình ở mình kéo đứt nhợ thì bắt con cá không được. Thôi bây giờ ông để con câu trên cái ông lội xuống phăng phăng chợ nhợ vậy đặng gỡ cá để nó uổng. Con cá bự kéo không lên luôn mà. Lợi tới gần đó rồi á, thấy cái đầu như cái sàn, cái mặt như cái sàn, có nanh rút và nhăn mặt dò mà ông mắt châu cháu. Ông hoảng hồn ra một cái ới, cái ông té ngang. Rồi lết ghiếc lên bờ rồi đó. Lúa mùa đó cắt còn gạ đồ không đó, cỏ gớ. Ông chạy cái té lên té xuống, ông chạy quýnh đâu, ông chạy không được, té xuống thì lết. Rồi từ đó vô nhà chừng cỡ khoảng 3-4 trăm thước mới vô tới nhà,
bị ngoại lộ vô đó. Còn chừng gần 100 thước, 70-80 thước cũng chạy hết nổi rồi, lết không, ngồi lết không, lết viết vô, lết viết vô tới nhà rồi cái quần lá nem mỏng tét đấy sạch trơn đít khu gì, bị lết vậy mà nó cấp đó không đau, cấp đó bị sợ ma quá trời rồi, lết nghĩa là sẽ máu me không, không đau, vô tới nhà chút rồi đau quá trời, nằm rên, nằm rên cái sáng lại anh hai tôi mới lại lại hỏi con có đi phượt không, thì lại vợ hỏi vợ nó, vợ nó gẫm gẫm rồi bảy nó hụm hôm có đi phượt không, thì bà gẫm bà nói vậy kìa, nằm đóng buồn rồi kìa, hôm hôm đi gặp ma quỷ gì nó nhát mà chạy tét quần tét áo sạch trơn lết đít khu gì máu me không, nằm buồn kìa, nằm rên trong đó sáng mà chưa thức chưa ra được nữa nổi nữa, anh hai tôi chạy vô hỏi sao à, bảy nói, trời ơi quá rồi anh ơi, hôm hôm nó nhát tôi, nó làm tôi sợ nó ăn tôi, tôi chạy té lên té xuống gì gần tới nhà mà chạy hết nổi rồi, tôi lết không, bây giờ đít khu gì tét hết trơn rồi. Nghỉ cho 2-3 ngày không còn nghĩa là đi vượt nữa nổi đó, là tại chỗ cái bùng binh, tại chỗ bùng binh đó, bùng binh đó nó quá nhiều cái kỳ lắm, nó làm như chiếc xe hơi chạy vậy đó, à, hai đèn ở ngoài lộ tẻ chạy ra vô ha, mình ngồi ở trong nhà cách chừng 200-300 thước cái biểu giỏi quá ha, mày làm vậy đó, mày làm 2 chiếc coi, thì bực lên 2 chiếc phải chạy vô. Rồi cái chổng cũng nói vậy, 4-5 người đồ ở xóm xúm lại coi chơi mà, 4-5 người nói vậy thôi, mày làm trái pháo bông coi, nó phực lên cục lửa bằng thúng dê biệt lên trển cái nó gớt tua xuống, nó gớt bằng ngón tay nè, nó gớt tua như pháo bông vậy đó. Mấy con ma đó nó độc lắm, biểu gì làm đấy đó, biểu gì làm đấy. Mà mình ở trong nhà mình nói nó làm đó, tính ra có mấy con ma đó cũng vui á, vui mấy con ma đó cũng vui. Ma đó ma bầy đó, một bầy ma đó chứ đừng nói ma một hai con. Vậy là mình kêu cái gì cái nó làm cái đó, kêu cái gì làm cái đó. Mà cả 10 người 10 mấy người coi vậy đó, biểu làm pháo bông coi, thì nó lên một cục lửa để lên cao cái nó gớt tủa xuống, nó làm vậy đó. Mà nói nậu ngay, nó không có vô xóm nhà mà nó giật bắt phá gì ai hết á. Ai ra đó là nó nhát thôi. Vậy là nó ở ngoài đồng không gì đó không? Ở ngoài đồng, ở bùng binh đó không vậy đó. Bữa con có nghe ông ngoại kể cái chuyện hồi trước ông Út đi ăn câu ăn lưới chung với ông đó. Kể cho ông nghe cái chuyện mà âm binh mà xéo xéo ngay nhà ông đó, ông Út, nhớ không? Út nhớ chuyện âm binh đó, ông Út kể tụi con nghe luôn đi. Nghe nhà ông Hai Nguyên á, có cái lúc trước nó có cái gò, rồi ngoài đó âm binh rồi ban đêm đi bà sẹt đồ dữ lắm. Hồi đó cái kêu người âm mà, cái đó là người âm à, người âm nói ví dụ như chết mà không đi đầu thai được, còn rồi cũng như là tội tụ họp lại đó vậy đó, mà cũng như cái nhà của mấy ông. Rồi lại đó bằng đêm nè sẹt lửa bằng cả cái đó mấy ông đi à, ở dưới đất thấy sẹt lên một lần đó là đàn binh. Tụ hậu lại đó. Bởi vậy mấy ông thầy chùa cúng là khu hồn đó, là cúng mấy ông đàn binh đó. Có ông Tiêu, chùa nào cũng có ông Tiêu. Đặng mà đứng ông cầm cái cờ đó, ông Tiêu cầm cái cờ đó là giữ cái ngũ hành với khu hồn, các đảng âm nhân rồi đó. Là ông Tiêu đó giữ. Nếu chùa nào mà không có ông Tiêu đó là mấy ông chùa, thầy chùa ở không được, ác tăng cô giải gì cũng ở không được luôn, phá dữ lắm, rầm rỗn, không sáng đêm không ngủ được, không tụng kinh tụng gì được. Ở trong chùa kêu ông Tiêu là ông nào, ông Út? Ông Tiêu là đứng ngay trước cửa hả thảy, mà mình ổng gần, có gần gãy lưỡi ổng le tới ngực nè. Ổng cầm cái cờ ổng đứng ổng dở lên vậy đó. Đó là ông Tiêu. Cái ông đó là cai quản hết là ngũ hành, cái tớp ngũ hành. Ông đó cũng là Phật mà ông cai quản bên đó, thì cũng như ông vua có nghĩa là phong chức ông này giữ việc này, ông kia giữ việc kia vậy đó. Ở trong chùa cái luật pháp trong chùa cũng vậy, là ông Tiêu đó là giữ mấy các chư vị đó. Bởi ở gần chùa đồ này kia đó, nhiều khi đau ốm đồ thường xuyên thì phải đi lại chùa lại sám hối đồ mấy hết.
lại như các đảng âm nhân đồ này kia lại gặp tiêu sợ lắm, bị gì ổng cai quản. Cây cờ đó mà ổng quất xuống là khỏi đi đầu thai à. Cái con quỷ hay con ma hay là các chi vị đồ này kia đó ha, mà cải lệnh ổng, ổng quất bằng cây cờ đó, ổng quất xuống là cái thép của ổng, ổng là phạt cười đó. Ông tiêu á, phạt. Trong mấy chùa mốt rồi con đi, con thường thấy có chỗ mà người ta gửi mấy cái hồn giống kiểu như là nói mấy người mà chết quan hay là gửi mấy quan hồn rồi vô chỗ đó người ta ít cho mình lại đó mốt. Người lớn nói đi chùa đừng nên lại chỗ đó, chỗ mà gửi hồn đó mốt là ông biết chỗ đó không? Lại đó sợ nhập qua mình là vì cái đó là kêu các đảng âm nhân đó. Ở trong chùa kêu các đảng âm nhân là nói dụ như con cháu của mình còn nhỏ tuổi mà nó chết bất đắc, sợ nó đi đầu thai không được, sợ nó chưa có tới mà cái tuổi của nó rồi nó ở lại nó phá, nó trở về nó phá lắm, nó phá con cháu trong nhà, nó phá đau ốm rồi không được, đem gửi vô chùa, đem gửi vô đó có chư vị ở chỗ đó rồi có ông tiêu ở đó là cai quản nó không có đi được, nó không có gì gia đình mình phá tán hết đó, nó đi à phải xin phép, xin phép ông tiêu, ông tiêu cho đi mới đi, còn không cho đi mà đi khơi rồi ổng trục về là ổng quánh chết à, cây cờ đó ổng quánh chết à. Còn mình mà vô đó mình đi lang hoàng đây đó là cũng nguy hiểm không út? Theo như mấy ông già xưa, mấy bà già xưa kỹ thì vậy, chứ bình thường chứ cũng không sao đâu, bị gì có ông tiêu coi rồi, nếu như một cái hồn nào mà xuất ra đi nhập ai rồi, rồi gia đình đó chở cái người bị nhập đó lại đó là ông tiêu diệt cái con ma đó, diệt cái con các đảng đó, kêu các đảng âm nhân đó là cái người âm bị chết nhiều đem gửi đó, chết còn nhỏ tuổi đem gửi đó trời, không dám thờ ở nhà. Chết mà còn nhỏ tuổi quá là lấy cái cây mà đánh vô đích là cái đó phong tục mình sao không? Là cái phong tục xuống dưới cho quỷ sứ đừng có đánh. Là vì có cái này cha mẹ con mà chết trước rồi á thì nó bất hiếu. Phải cầm cây đánh nhưng mà không phải đánh mạnh đâu, đánh để gác nhẹ vậy thôi. Đau lòng lắm. Nhưng mà làm như vậy rồi xuống dưới á thì thập điện á coi đã có bị đánh rồi, bất hiếu bỏ cha mẹ đi, bị đòn rồi, thôi người ta tha. Còn nếu không làm như vậy xuống dưới rồi á, ông Tần Dương á, ổng dòm ổng thấy chưa có cái dấu thì nói con bất hiếu, tại sao cha bỏ cha mẹ mà đi như vậy thì ở dưới á, sai á, ngu đầu mã diện đánh. Đánh cái hồn đó đó, đánh cái thằng con đó đó, bỏ chết trước cha mẹ đó. Nó có cái vậy á, chứ không có cái gì. Bởi vì ông Tần Dương là ổng cai quản hết cái địa ngục ở dưới á, xuống tới ổng phải trước nhất. Trình với ông Tần Dương này, ông Địa Tạng dẫn xuống là trình với ông Tần Dương này. Rồi ông Tần Dương này mới phán lệnh ra cho các cửa ngục đi tra hỏi, tra khảo mà cái tội nhân này chối nói không có thì lên trên đài Nguyệt Kiến. Là lại cửa thứ một là như mình xuống rồi lại phải lại cửa đó trước đó, rồi mới đi các cửa kia. Mình tội ít tội nhiều thì 12 cửa ngục, thì tội ít thì đưa kế tội nhiều nhất là đưa lại 12, mà mình còn chối nữa phải đưa trở lại cái cửa thứ nhất đặng mà có cái đài Nguyệt Kiến. Cái đài Nguyệt Kiến đó cái hồn mình lên phải đứng trên đó, thì cũng như cái truyền hình mình giờ. Mình bằng cái gì từ nhỏ tới lớn là chiếu ra đó hết trơn. Mình không có cãi lẫy. Mình làm mà mình thấy có gàng cãi lẫy gì. Đó là chiếu cái đài, kêu cái đài Nguyệt Kiến. Đó là khỏi chối luôn không? Không có chối cãi gì hết. Là mình làm cái gì là chiếu ở đó cho mình thấy từ nhỏ tới lớn. Mình không có chối thì đem đi là trị tội. Kêu đài Nguyệt Kiến đó. Ông Tần Dương ổng có cái đó. Còn cái bà Quan Âm thì bà có cái kiến chiếu yêu. Bởi vậy bà chiếu hầu cỡ Tề Thiên mà đánh nhau, Tề Thiên thiệt, Tề Thiên giả đó. Là đánh nhau là lăn tới Phật Bà đó ha. Phật Bà cũng chưa biết nào là Tề Thiên, nào thiệt, nào là Tề Thiên giả nữa.
không có biết. Hai người giống hệt. Hãy bả đứng bả đọc Kim Cô rồi ha. Tề Thiên thiệt cái là ôm đầu lăn thì Tề Thiên giả cũng ôm đầu lăn. Cái Kim Cô nó xiết á, vậy bả không biết. Tối cùng bả phải lấy cái kiến chiếu yêu của bả đó. Bả gọi xuống vậy là Tề Thiên giả biến mất. Ở chịu không nổi với kiến đó, Tề Thiên thiệt á thì trở lại quỳ cung kính với bà Phật bà. Bà Phật bà mới biết đó là Tề Thiên thiệt. Còn Tề Thiên giả cơi. Còn Tề Thiên thiệt giả này đó là hồi đó. Kể chuyện này dài quá, sao để khi khác đi. Dạ dạ. Để khi khác. Kể cái này nó vô chuyện rồi. Dạ dạ. Vô trong cái bộ chuyện Tề Thiên Đại Thánh rồi. Thôi để